trong sách vở và trên phim ảnh, các nhân vật mà chúng ta yêu thích có những chiếc máy thời gian để du hành về quá khứ hoặc đến tương lai. Nhưng ngoài đời thực thì lại không hề dễ dàng như vậy. Khái niệm du hành thời gian hoặc xuyên không thường là đi xuyên qua các tầng không gian, là một khái niệm chỉ việc di chuyển giữa các điểm hoặc mốc thời gian khác nhau bằng một cách thức tương tự như di chuyển giữa các điểm khác nhau trong không gian. Du hành thời gian, trên giả thuyết, có thể bao gồm việc di chuyển về một mốc sớm hơn mốc xuất phát là đi về quá khứ, cũng như tới một mốc muộn hơn chính là đi tới tương lai, mà người du hành không cần phải trải qua những khoảng thời gian xen giữa những mốc đó, hoặc ít nhất có trải qua nhưng nhanh hơn tốc độ bình thường. Một thiết bị hay phương tiện bất kỳ dùng để đưa con người du hành xuyên thời gian được gọi là cỗ máy thời gian. Với khái niệm này cũng giả định một vũ trụ song song là một thực tế khép kín cùng tồn tại với vũ trụ thực thể. Một nhóm vũ trụ song song cụ thể được gọi là đa vũ trụ, mặc dù thuật ngữ này cũng có thể được sử dụng để mô tả các vũ trụ song song có thể tạo thành một hiện thực. Đầu tiên, nếu chúng ta du hành về quá khứ. Có thể nói, du hành về quá khứ là điều không thể. Ngay cả việc gửi thông tin về quá khứ cũng khó có thể hình dung nổi, vì việc này sẽ làm thay đổi những thứ đã xảy ra, mà không ai có thể thay đổi những gì đã xảy ra cả. Ví dụ, giả sử bạn chơi đánh đu trên xà cầu cong và bị ngã gãy tay. Nếu bạn có thể quay ngược thời gian và tự bảo mình đứng chơi trò đó thì sao? Nếu làm được như vậy, bạn sẽ không bị ngã và không gãy tay. Nhưng mà nếu không gãy tay, thì bạn đã chẳng cần quay về quá khứ để bảo mình đừng đu sai như thế. Vậy là chuyện gì sẽ xảy ra với cánh tay của bạn, liệu nó có bị gãy hay là không? Hay như là, nếu ai đó sáng tạo ra cỗ máy thời gian và quay ngược lại quá khứ đập vỡ chính cỗ máy này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu như cỗ máy bị đập vỡ và không hề tồn tại, thì làm sao lại có việc người đó quay lại thời gian để đập vỡ nó? Nó quả thực rắc rối và phức tạp bởi du hành thời gian là một ý nghĩ rất khó hình dung với đa số mọi người. Đó là vì khi chúng ta nghĩ về thời gian, chúng ta nghĩ về nó như một đường thẳng với nhiều sự việc xảy ra tiếp nối nhau. Nếu chúng ta có thể quay về quá khứ và thay đổi một điều gì đó đã từng xảy ra, thì chúng ta sẽ làm thay đổi thứ tự của đường thẳng đó. Như vậy thì lại phá vỡ một quy tắc gọi là tính nhân quả. Tính nhân quả là quy tắc nói về một nguyên nhân, ví dụ như hành động của bạn xảy ra trước khi có một kết quả do hành động của bạn mà ra. Trong ví dụ bạn chơi đu xà cầu cong, nguyên nhân là việc bạn bị ngã và kết quả là bạn bị gãy tay, tay bị gãy là do bạn ngã. Nhân quả là một trong những quy luật không thể phá vỡ của vũ trụ. Quy luật này bị phá vỡ sẽ gây ra những hậu quả không lường được đối với vũ trụ và tất cả chúng ta. Theo các chuyên gia, vì vũ trụ có quy luật này cho nên việc quay trở về quá khứ là không thể, nếu không quy luật này sẽ luôn luôn bị phá vỡ. Vũ trụ vận động bởi hàng loạt những mối quan hệ tác động ngẫu nhiên liên tục giữa tất cả các sự vật, sự việc theo quy luật sinh ra, phát triển và tàn lụi. Nó giống như một kết cấu tuần hoàn ổn định, chỉ cần một tác động nhỏ làm trạch hướng, đứt gãy một tế bào trong sự ổn định này sẽ dẫn đến sự hỗn loạn và hình thành nên một dạng cấu trúc khác. Do đó, nếu bạn quay ngược lại thời gian để giết chết Hitler nhằm ngăn cản chiến tranh thế giới thứ hai, Hitler chết, thế giới hòa bình, điều này dẫn đến việc trong hiện tại bạn sẽ không thể có ý định quay về quá khứ để giết ai cả. Như vậy, mục đích ban đầu của bạn thực tế đã không còn trong thế giới hiện tại nữa, thì có lý do gì mà bạn phải quay về quá khứ nữa đâu? Nếu quay về quá khứ là điều không thể, thì chúng ta có thể đi trước đến tương lai không? Dựa vào những quy luật vật lý, hoàn toàn có cơ sở lý thuyết để con người có thể du hành thời gian đến tương lai, nhưng việc con người sử dụng phương thức nào lại là câu hỏi khó khăn. Về mặt kỹ thuật, chúng ta luôn luôn tiến đến tương lai bởi vì thời gian luôn trôi qua. Cứ mỗi một giây, chúng ta lại tiến thêm một giây đến tương lai. Nhưng điều này xảy ra với tất cả mọi người, vì thế không gọi là du hành thời gian. Dù bạn tin hay không, thì sự thật là mỗi người có thể cảm nhận thời gian trôi qua với tốc độ khác nhau. Thời gian trôi với một người đang di chuyển rất nhanh thì rất khác so với một người đang đứng im. Đây là một ý tưởng rất phức tạp, được gọi là thời gian giãn nở. Một người bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng sẽ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn so với một người đang ngồi chờ người đó ở sân bay trong suốt thời gian của chuyến bay. Vậy tại sao chúng ta không để ý đến sự khác biệt này? Đó là vì phải chuyển động nhanh hơn chiếc máy bay rất nhiều thì bạn mới bắt đầu chú ý đến thời gian giãn nở. Thậm chí nếu bạn bay vòng quanh thế giới thì thời gian bạn cảm thấy khác cũng chỉ một phần tỷ giây so với người đang ngồi ở nhà. Cách duy nhất để các nhà khoa học biết được thời gian giãn nở là nhờ những thí nghiệm cực kỳ chính xác để đo được. Tuy vậy, thời gian giãn nở cũng không thể giúp chúng ta du hành thời gian.
Nếu bạn bay vòng quanh thế giới trong hơn 4 triệu năm thì những người trên mặt đất cũng chỉ trải qua thời gian nhiều hơn bạn có một giây thôi. Với những người nghiên cứu về du hành thời gian đều biết rằng thực tế có một lỗ hổng rất nhỏ mà các nhà khoa học gọi là lỗ Jun. Stephen Hawking là một trong số những nhà khoa học cho rằng trong thế giới của chúng ta đang tồn tại vô số những lỗ Jun như thế. Những lỗ Jun này chính là những lối tắt xuyên thời gian và không gian. Quan điểm của nhà vật lý này hoàn toàn phù hợp với thuyết tương đối của Einstein và trùng khớp với những luận lý của các nhà khoa học gạo cội khác về bản chất của hiện thực. Lỗ Jun này mở ra cơ hội không chỉ du hành thời gian hàng trăm năm mà còn có thể đi đến những nơi xa xôi trong vũ trụ. Điều này có nghĩa là nó cho phép chúng ta di chuyển nhanh hơn ánh sáng. Thế nhưng dù có vô vàn những lỗ Jun như vậy, nhưng việc sử dụng những con tàu vũ trụ tân tiến hiện đại để tiến qua những lỗ này như thế nào lại là chuyện khác. Ngay cả Stephen Hawking cũng chỉ ra rằng lỗ Jun được cho là chỉ tồn tại dưới kích thước thậm chí còn nhỏ hơn cả phân tử. Nó còn quá nhỏ để đưa một con người bước vào, chứ đừng nói đến cho những con tàu vũ trụ tiên tiến có thể sử dụng. Chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển tự do trong không gian, nhưng chúng ta luôn phải thuận theo dòng chảy thời gian. Thời gian chỉ có duy nhất một chiều vận động từ quá khứ đến tương lai. Dù không thể chống lại dòng chảy thời gian, nhưng con người có thể điều khiển được tốc độ đi tới tương lai. Điều này cũng dựa trên thuyết tương đối, đó là không phải thời gian ở đâu cũng như nhau. Tốc độ di chuyển trong không gian sẽ quyết định tốc độ di chuyển qua thời gian. Nếu chế tạo một tên lửa đủ lớn, có thể tăng tốc liên tục 9,8 m trên giây bằng gia tốc của lực hấp dẫn trên trái đất, một người có thể đến trung tâm dải ngân hà cách 20.000 năm ánh sáng chỉ trong vài thập kỷ. Vài thập kỷ này là thời gian mà người trên tàu vũ trụ cảm nhận. Tuy nhiên, khi con tàu trở về trái đất thì khoảng 40.000 năm đã trôi qua. Thời gian là tương đối nhưng vẫn vận động cùng chiều với tất cả mọi người. Liệu chúng ta có thể du hành thời gian thông qua hố đen? Giả sử chúng ta đang bay trên một phi thuyền được trang bị động cơ phản lực ánh sáng, khi tới gần chân trời sự kiện, vùng không gian ngăn cách giữa hố đen và mọi vật chất bên ngoài, bạn sẽ thấy rằng ngay cả các photon do động cơ ánh sáng phát ra cũng không đủ nhanh để thoát khỏi trọng lực cực hạn của gã khổng lồ đang cố nuốt lấy chúng. Cuối cùng, chiếc phi thuyền cùng với bạn sẽ bị kéo giãn thành một sợi dây dài có độ dày đúng một nguyên tử và hoàn toàn bị nuốt chửng. Đó là viễn cảnh được đề xuất bởi các nhà khoa học khi có ai đó hay vật gì đó cố tiếp cận một dị điểm, điểm có khối lượng cực lớn trong một thể tích cực nhỏ. Khi đó, trường trọng lực mà nó tạo ra sẽ là cực hạn, không thứ gì có thể thoát khỏi lực hút của nó. Tuy nhiên, lại có một thực tế khá vô lý ở đây. Giả sử trường hấp dẫn của hố đen là cực hạn, lớn đến vô cùng, thì ở bất kỳ khoảng cách nào trong không gian, nó cũng phải lớn vô cùng. Nó vô cùng lớn, dù chia cho bất cứ số nào cũng là vô cùng lớn, và mọi vật chất trong vũ trụ ắt hẳn phải bị nuốt chửng hết. Thế nhưng ở một khoảng cách đủ lớn, hố đen lại dường như khá hiền lành và không tương tác, chỉ có vùng không gian đủ gần mới bị nó sơi tái. Chính điều đó làm các nhà khoa học phải nghĩ ra một mô hình khác để giải thích. Thực tế phải nghĩ ra mô hình trước rồi mới tiên đoán sự tồn tại của hố đen. Đó chính là mô hình không thời gian. Chính mô hình không thời gian với giả thuyết cho rằng thời gian cũng là một chiều của không gian vật lý đã dẫn đến kết luận thú vị về số phận chiếc phi thuyền mà chúng ta vừa đề cập, là nó chẳng bao giờ bị nuốt cả. Vì đối với người ở bên ngoài quan sát, dường như thời gian bị ngừng động ngay khi vật chất của chiếc phi thuyền chạm vào chân trời sự kiện. Tuy vậy, đối với bản thân người trên chiếc phi thuyền thì họ vẫn cảm nhận thời gian trôi qua bình thường. Sự khác biệt về tác động của thời gian đối với người quan sát và người được quan sát chính là trọng tâm thuyết tương đối rộng của Einstein. Thuyết tương đối rộng của Einstein nói rằng người quan sát ở bên ngoài vùng ảnh hưởng của hố đen sẽ thấy một giây là một giây, còn người ở trong hố đen đang trải nghiệm một giây dài hơn bên ngoài rất nhiều. Do đó, người bên ngoài sẽ thấy người bên trong đi mãi không hết một giây, nói cách khác, càng bay càng chậm dần, cuối cùng dừng lại ngay bên ngoài hố đen mà không bao giờ chạm tới nó. Như vậy, nếu muốn đi đến tương lai, hãy làm một chuyến nghỉ mát tới hố đen gần trái đất nhất. Sau một tuần nghỉ dưỡng, quay về nhà và bạn sẽ thành người cổ đại, bởi khi đó thời gian ở trái đất đã trôi qua hàng chục thế kỷ rồi cũng nên. Trọng lực cực hạn của hố đen, theo giả thuyết về sự liên tục của trường không thời gian, chính là nguyên nhân gây ra sự kéo giãn thời gian này. Khi tới gần một dị điểm, đường cong không thời gian sẽ trở nên cực hạn và khoảng cách giữa 1 đến 2 giây sẽ trở nên dài không tưởng và thời gian có thể được coi là dừng lại. Nếu con tàu vũ trụ của bạn đủ mạnh, đốt đủ năng lượng để chống lại trọng lực cực hạn của hố đen, giúp bạn quay trở lại trái đất sau khi đã lỡ du lịch một tuần tại hố đen, thì khi đó bạn sẽ là người của quá khứ.
Tuy nhiên, nên nhớ là lượng năng lượng bạn tiêu tốn cũng phải bằng với năng lượng hố đen đã tiêu tốn để tạo ra trọng lực siêu hạn của nó. Nói cách khác dễ hình dung hơn là bạn có thể phải đốt cháy cả một thiên hà mới đủ sức đi tới tương lai của không thời gian. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hay, đừng quên để lại một like và đăng ký để đón xem những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!